mà mình nhìn thấy tội nghiệp đi, cái chuyện mà người dân, cái người dân họ ở đây thì có người có tiền á, thì có cái nhà họ đàng hoàng, có người không có đấy thì mướn cái chỗ này mướn chỗ kia, mà ngay cả ông mấy ông thị trưởng mà lại nói thế này nói thế kia về một số dân nào ở cái chỗ đó sao tội nghiệp, mà nhất là những người đó họ nói là những người Việt Nam thật tội nghiệp. Mấy cái này nè, đây mình nói chuyện về mobile home thì ông chủ đất thì cái tiếng Việt Nam này, ông chủ đất thì nghe không có kinh, nhưng mà cái tiếng Mỹ nghe nó kinh lắm. Landlord. Chúa tể của mình. Nó là cường ngào ác bá mà. Cường ngào ác bá. Ê, hay đấy, cái câu đấy. Cường ngào ác bá, landlord là đấy mới là cái cuộc cải cách ruộng đất ở Việt Nam đó. Cường ngào ác bá đó. Tôi nói xin lỗi quý vị. Landlord là chúa của các cái khu nhà ở đó. Từ cái tâm tình mà lúc mình mới qua, mình là bố thiên hạ. Mình là niềm hãnh diện của nước Hoa Kỳ. Rồi đến khi mình gặp ông landlord thì mình mới biết thằng nào là lo của cái miếng đất này. Ông nào là chúa của miếng đất này. Đấy, bác Cường nói câu rất đúng. Cường hào hoa bá là hãnh. Tôi từ cái này tôi xin nhắc lại một lần nữa. Đối với con mắt của người Mỹ đó, cái chiến tranh Việt Nam đó hay là chết cho chiến tranh Việt Nam đó, những người Mỹ mà chết cho chiến tranh Việt Nam đó, người ta khinh thường chứ người ta không quý trọng như đúng, là đúng, những cái như là chiến tranh khác đâu. Thành ra đừng có tưởng rằng người Mỹ sang bên đó mà chết cho chúng ta, bây giờ chúng ta phải mắc nợ người Mỹ cái đó. Người Mỹ, đối với người Mỹ, cái chiến tranh Việt Nam nó là một điều lầm lẫn chứ nó không phải là một cái điều hay ho gì cả. Thành ra những cái bà mẹ mà có con em mà chết, con của những quân nhân Mỹ mà chết cho chiến tranh Việt Nam, những bà mẹ đó không có thích người mình lắm đâu. Đó, thành ra đừng có nghĩ rằng chúng họ chết cho mình, bây giờ mình phải biết ơn họ, vinh danh họ này kia các thứ. Anh trong Phạm, anh ở nhà to lắm, anh đâu ở mô hôm đâu. Một vài người, tôi còn nghe thấy cái giai đoạn đầu đó. Là đi ngoài đường nếu hỏi là người Việt Nam thì đừng nói. Đấy, nghĩa là trông thấy một vài đồng hương hớn hở chạy ra chứ đồng gì đó bảo không, tôi người tàu. Đấy, đúng rồi. Nghe tiếng này. Người tàu đấy bác. Không biết tiếng Mỹ. Không biết tiếng Mỹ. Không ạ. Thì bác là thuyền nhân. Thành ra rơi xuống vào nước Mỹ như là trời giáng vậy. Chơi rơi xuống đến đó và cái người mà anh là ai đó thì giờ này tới phi trường Los Angeles lát mình cho bàn về cái chuyện đó thì cũng mong rằng thì là không giống điếu cày hay là gì. Thế bây giờ bác tôi biết nhớ là những năm 80 mấy đó, những cái người mà cái lúc mà tàu đánh sang Việt Nam đó, nghĩa là đánh dọc đi biên giới phía Bắc đó, bên đây nhiều người là rất là thỏa mãn, rất là thích. Không phải nhiều đâu bác, chỉ ít thôi, một số ít. Đấy, nhưng mà không có nhiều đâu. Một số người Việt ở đây. Đấy. Cho trong cộng cực đoan. Đánh cho chết với cộng cho rồi. Đấy, tôi nhớ cái ông nhà báo Dương Phục á, ông lên trên đài ông nói kỳ này cho cộng sản tàu nó đánh cho cộng sản Việt Nam chết. Ông Dương Phục là tại sao anh biết không? Tại vì ông là ông chuyên môn ông phục dê không ạ? Dương Phục là phục dê. Ông chuyên môn đó trên đài. Không. Trên đài. Nếu mà quý vị muốn nghe chuyện Dương Phục, tôi sẽ lại kể chuyện Dương Phục. Tôi chỉ nói làm gì? Tôi chỉ nhắc những lời ông nói khi mà Việt Nam đánh nhau. Tất cả. Tại sao mà bây giờ nhiều người hỏi là Nguyễn Phương Hùng là cái cộng đồng này không dám đụng tới, tại vì ông biết nhiều quá, đừng có đụng tới ông á, không đụng tới ông á thì ông không nói. Ê, thấy chưa? Còn nếu mà đụng tới ông á thì ông sẽ nói. Okay. Ông biết nhiều quá người ta dễ chửi không? Dạ, không có chửi không sao hết. Người nào bị chửi nhiều thì càng sống lâu quá cả. Cái bây giờ trở lại cái vấn đề này á, người ta nói người tàu đúng không bạn? Boat people, boat là tàu, people là người thì boat people là người tàu. Việt Nam lại có bảo là dịch cho chữ thuyền nhân. Thuyền nhân là tiếng Hán Việt, mày chửi trong cái quốc mà lại bảo là tiếng thuyền nhân. Không được, boat people là người tàu, đúng như vậy. Thưa anh thế này, thì kể từ cái lúc đó đây, kể từ cái lúc mà cái tâm tình của người Việt Nam mình lúc mới lên đến đây, căn bản là từ những năm 86, 87, 85, 86, 87, và đến giờ này thì mình thấy
cả một trời một vực. Yeah. Nhờ cái công giáo huấn của cái tầng lớp báo chí, cơ quan giáo dục của cộng đồng mình ở đây, từ người Việt Nam đi qua bên này, từ một cái tâm thần là mình là chúa đảng, đến bây giờ chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, tới bây giờ mình hiểu bằng những cái thí dụ vừa rồi ai là chúa đảng ở đây. Và mình là thực sự là cái gì? Để tôi thưa với các anh như thế này, cứ mỗi lần mà quý vị, cứ mỗi lần mà cứ nói đến việc chiến tranh Việt Nam, hay là mặc bộ quần áo vào, hay là dán cái cờ vàng lên cái trán của mình, thì hãy nhớ thế này, ở trên Washington DC họ còn một bức tường đá đen, ở trên đó ghi lại từng tên tuổi của người lính Mỹ đã chết ở đó. Là 50 mấy ngàn. 58 ngàn hơn. Và từ cái khi mà cái bức tường nó mở ra để người dân Mỹ đến đó hành hương, mình sẽ không bao giờ tìm thấy được một người đi bước vào đó rồi bước ra mà có một nụ cười hãnh diện. Nơi đó là nơi chứa đựng những cái uất ức, những cái đau buồn và những cái tủi hổ của người dân và chính phủ Hoa Kỳ. Tôi hy vọng từ giờ trở về đi, tối thiểu ra những người có tiếng ăn tiếng nói ở đây, của đài SBTN, của đài này, đài kia, mình không biết, mình không coi, mình không biết, hiểu rằng thì là đấy, đất chiến tranh Việt Nam là như vậy, nó đã xảy ra, và tâm hồn của người Mỹ thời hiện tại bây giờ nó là như vậy. Và thôi, đừng lừa dối những người đồng hương mình nữa. Hãy ráng lừa dối những người Mỹ, những người Việt Nam mình ở đây nhiều quá rồi, mình không cần nữa. Thì, trước khi mình đi qua một đề tài mới thì chào anh Hồ Bình. Anh Bình Hồ đang ở Việt Nam. Vâng. Chào anh Chánh Nguyễn.